Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin khi VinFast làm luật. Vụ VinFast lôi khách hàng của mình ra công an vẫn tiếp tục gây tranh cãi, xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Tác giả Cánh Cò đã đưa ra bài bình luận với tựa đề khi VinFast làm luật với nội dung được chia sẻ như sau. Không biết từ bao giờ, mỗi khi có một khách hàng có biểu hiện tố cáo hay nhẹ hơn là phanh phui một sản phẩm bị lỗi, hình như chính người tố cáo sẽ nhận lấy những sự trừng phạt từ công ty bị tố cáo qua công an hay tòa án. Còn công ty, doanh nghiệp bị tố cáo sẽ lưu loa trên truyền thông báo chí rằng họ bị bôi bẩn, tống tiền hay nhẹ lắm cũng là vu khống, nhưng lỗi mà họ không hề có. Người ta sẽ khó mà quên vụ án con ruồi của Tân Hiệp Phát khi có người tố cáo công ty này đã đóng chai chứa chất bẩn là con ruồi nằm trong chai, thì sau đó người tố cáo là anh Võ Văn Minh bị công an gài bắt với lý do tống tiền 500 triệu bất kể sự thật là công ty Tân Hiệp Phát hẹn gặp và bồi thường cho anh. Đây là hình ảnh anh Võ Văn Minh, người tố cáo chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát có con ruồi chết, đã bị tòa án kết án 7 năm tù vào hồi năm 2015. Dư luận phẫn nộ sau khi anh Minh bị bắt. Người ta kết án Tân Hiệp Phát đã thông đồng với công an để bịt miệng anh Minh, cho dù anh Minh có thực sự tống tiền thì biện pháp gài bẫy của công ty lẫn công an vẫn là trái pháp luật. Anh Minh là khách hàng, vì vậy có quyền đòi hỏi Tân Hiệp Phát bồi thường cho anh ta. Tiếc là anh ta đã sai lầm trong cách lên tiếng bảo vệ quyền của mình, mặc dù mức án 7 năm oan nghiệt đã làm người dân phẫn nộ và kết quả là Tân Hiệp Phát mất gần 2.000 tỷ đồng thu nhập sau đó. Và Tân Hiệp Phát thứ hai đã xuất hiện mấy ngày nay. Người dân tò mò vừa thích thú lẫn giận dữ khi lần này là một đại công ty tầm cỡ tại Việt Nam có biểu hiện giống như Tân Hiệp Phát. Không phải giống như hành vi hòa giải, gài hàng mà giống ở việc mang ra công an hù dọa người tố cáo sản phẩm của mình. Vụ tranh chấp lần này xảy ra giữa một bên là công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nơi bán chiếc xe VinFast Lux A2.0 cho ông Trần Văn Hoàng, chủ một kênh YouTube có tên là GoGo TV với hơn 450.000 người theo dõi. Ông Hoàng đã cho lên YouTube của mình với chiếc xe mà ông đã mua của VinFast với 10 lỗi lớn và nhỏ. Ông đã từng đem xe đó tới hãng VinFast sửa chữa, bảo hành nhiều lần nhưng không thành công, trong khi xe của ông mới chỉ chạy được có 8.000 km. Đáp lại, hôm 2 tháng 5, trên trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0, gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng này. Bài viết cũng thừa nhận mặc dù ông Trần Văn Hoàng đã tự gỡ bỏ các clip trên, nhưng VinFast đã lưu đầy đủ bằng chứng và gửi cùng đơn tố cáo ra cơ quan công an. Đây là hình ảnh trong video gốc anh Trần Văn Hoàng đứng ngay trước xe hơi VinFast mà mình sở hữu và bộc bạch nỗi đau khổ về hàng loạt kỹ thuật mà ông phải gánh chịu trong quá trình mới sử dụng và mua chiếc xe này. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc. Cuối thông báo, VinFast đã nói luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra, xử lý mọi vấn đề với khách hàng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cương quyết làm rõ đến cùng các hành vi sai trái, gây ảnh hưởng tới thương hiệu và đặc biệt là gây lo lắng, hoang mang cho cộng đồng của người tiêu dùng. Và cho rằng đây là cách để VinFast thể hiện sự tôn trọng và mong muốn bảo vệ quyền lợi tối thượng của những khách hàng chân chính. Qua những chi tiết vừa nêu trên, không khó để nhận ra rằng VinFast đã gắp lửa bỏ tay người. Và nói cho tận cùng thì nó đang dùng quyền lực tài chính để uy hiếp công dân Việt Nam, chứ không riêng gì khách hàng của nó cả. Sở dĩ nó uy hiếp mọi công dân Việt Nam vì tầm cỡ đại công ty của Phạm Nhật Vượng lớn gấp hàng trăm lần Tân Hiệp Phát và sức mạnh của nó làm áp lực đến các cơ quan điều tra, không nói cũng đủ biết là mạnh đến mức nào. Tập đoàn của Phạm Nhật Vượng làm chủ từ nhà hàng, sân golf, chung cư, đất đai, resort, nghỉ dưỡng cho tới siêu thị, bệnh viện, trường học, xe hơi, hầu như lĩnh vực quan trọng nào thuộc sinh hoạt đời sống của người dân Việt Nam thì ông Vượng cũng đều vươn chiếc vòi tới đây. Cùng cách lên tiếng khi bị khiếu nại của VinFast không khác nào tờ trình của công an trước một vụ bắt bớ người bất đồng chính kiến. Và người dân Việt Nam khi sử dụng dịch vụ của Vượng có nghĩa là đang chạm tay tới lửa, không biết bỏng lúc nào. Mặc dù Phạm Nhật Vượng rất mạnh về tài chính, và chiếc vòi bạch tuộc của ông ta phủ khắp nơi, nhưng Vượng khó một tay chế hết mạng xã hội, nơi có hơn 65 triệu người dân trong và ngoài nước, hàng trăm ngàn chuyên gia người Việt Nam khắp nơi trên thế giới
đang âm thầm theo dõi. Trần Văn Hoàng cùng với 450.000 người phía sau chắc chắn cũng đang sẵn sàng lên tiếng nếu có một vụ con ruồi thứ hai. Đây là hình ảnh tuyên bố của VinFast trên Facebook với tiêu đề VinFast không nhượng bộ trước hành vi gây hoang mang cho người tiêu dùng. Trần Văn Hoàng không đòi hỏi bồi thường mà chỉ yêu cầu VinFast sửa chữa nhanh chóng sản phẩm hư cho anh ta. Vì vậy, VinFast kiện anh Hoàng dựa vào yếu tố loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng sẽ khó thuyết phục ở tòa án nếu được mở ra. Chiếc xe còn đó, lỗi hư hỏng vẫn nguyên vẹn và VinFast khó có thể nói lỗi đó là do anh Hoàng tự làm ra rồi vu khống cho VinFast. Bởi tin vào đồng tiền của mình có thể làm cho luật pháp cong theo, ông Phượng và bộ sậu xử lý thông tin nghĩ rằng sự hăm dọa sẽ khiến cho những người như ông Hoàng chột dạ và rút lui. Nhưng VinFast quên rằng người dân hôm nay đã khác với những năm trước khi mà Tân Hiệp Phát còn làm vua làm tướng. Ông Vượng đã đánh giá người tiêu dùng quá thấp. Ông mang ra trao cho họ một pháp luật, một chiều của sức mạnh sẽ không làm cho họ khiếp hãi. Có chăng sự khiếp hãi ấy sẽ biến thành tẩy chay, chống đối và phỉ nhổ. Trang tin của Reuters mới đây cũng loan tin VinFast có thể sẽ có mặt ở Mỹ vào năm 2022 và lễ lên sàn IPO. Người Việt Nam ở Mỹ chắc chắn hớn hở chờ đợi nó xuất hiện. Không phải hớn hở chào đón nó bằng tự hào Việt Nam mà hớn hở ném trứng cả chua thối vào nó, cho dân bản xứ biết khuôn mặt thật của một tập đoàn tư bản đỏ. Tác giả này đã đưa ra lời cảnh báo như thế. Ở một góc nhìn về văn hóa kinh doanh, Facebook Dương Quốc Chính cũng bình luận về VinFast, cả về việc bán bất động sản cũng như bán xe hơi. Nhà bình luận này chia sẻ bán xe theo kiểu bán nhà. Đây là hình ảnh khách hàng tại Hà Nội biểu tình chống chủ đầu tư Vinhome với dòng chữ ban treo đầu dê bán thịt chó. Phát triển bất động sản nó rất khác với sản xuất và bán ô tô. Bất động sản ở Việt Nam là ngành phi thị trường, thiếu sự cạnh tranh quốc tế. Nói cách khác là được chính phủ bảo hộ thông qua các luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, luật đất đai v.v. Đây cũng là ngành sống dựa vào quan hệ, cấu kết, sân sau. Mấy đại gia bất động sản bao giờ cũng phải có quan hệ khủng với các quan chức cấp cao của nhà nước, đặc biệt là các đảng viên, đang nắm giữ những vị trí then chốt của những quận, những huyện và những bộ quan trọng. Quan lại cũng kiếm tiền và cất tiền nhờ vào bất động sản là chính. Thế nên đại gia bất động sản hay quen thói lấy tiền và quan hệ ra để đè chết người khác. Có nhiều khách hàng bất động sản của Vin đã buộc phải mua nhà của họ vì chẳng biết sự lựa chọn nào hơn, do những chỗ đất đẹp thì Vin đã ôm hết. Vẫn biết là Vinhome cũng có nhiều bất cập nhưng tặc lưỡi cho qua. Bibo có khi lại sợ bị nhét rẻ vào mồm hoặc vào đồn uống trà vì dám lèm bèm về thương hiệu quốc gia. Nhưng ngành ô tô thì rất khác. Lâu nay ô tô vẫn là sân chơi của thương hiệu nước ngoài, toàn của các cường quốc tư bản mà hầu như nước nào chả thế. Trung Quốc hay Thái Lan cũng như vậy. Trừ với cường quốc ô tô như Mỹ, Anh, Đức, Ý, Nhật, ngành ô tô không thể dựa vào thế mạnh quan hệ được quá nhiều như bất động sản. Với giá chiếc xe VinFast thì có hàng chục lựa chọn khác có thương hiệu quốc tế lâu năm. Ô tô là cỗ máy phức tạp hơn tòa rất nhiều. Những tòa nhà thì có thể dễ xây, dễ bán, những ô tô thì không phải vậy. Một thương hiệu mới hoặc một sáng chế mẫu xe mới bị lỗi là thường. Hãng nào cũng lỗi. Có lỗi thì phải nhận và sửa sai với thái độ cầu thị thì khách hàng mới sống chết mà mua sản phẩm của mình. Đằng này, VinFast đảo cánh sang ô tô nhưng não trạng truyền thông vẫn giữ nguyên như đang làm bất động sản. Muốn làm trà thiên hạ, thế là sai, rất sai. Ai mà đoán được? Và ai có thể thông cảm được cho người bán hàng lăm lăm báo công an khi bị khách hàng bóc phốt? Và ai đã bị báo công an thì đương nhiên sẽ cạch đến già. Vấn đề là triệu người khách hàng tiềm năng khác sẽ đánh giá và tẩy chay theo. VinFast đang lầm lè bán hàng từ nước ngoài mà lại chơi bài này thì thật đáng ngạc nhiên. Blogger Dương Trung Quốc đã đưa Dương Quốc Chính đã đưa ra bình luận như thế. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi đó nhiều quan chức chính phủ cùng đến thăm nhà máy sản xuất xe hơi VinFast. Còn Facebook, Vũ Thế Dũng thì đưa ra bình luận theo cách dự báo phương án xử lý khủng hoảng của VinFast với nội dung được chia sẻ. Dạo qua một vòng các fanpage lớn xem comment của cộng đồng mạng về vụ VinFast tố cáo khách hàng,
thì thấy tỷ lệ phản đối Vin cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ ủng hộ. Thử dự báo các kịch bản xử lý khủng hoảng của Vin xem như sau. Kịch bản thứ nhất là hòa giải với khách hàng. Vin và anh Hoàng đạt được một thỏa thuận chung, theo đó cả hai bên cùng thống nhất hòa giải. Anh Hoàng rút lại một số các phàn nàn của mình và Vin thì đồng ý rút lại đơn thừa, cũng như đồng ý sửa chữa bồi hoàn các lỗi xe cho anh Hoàng. Vin và anh Hoàng có thể cùng họp báo hòa giải và cùng giải thích cho cộng đồng. Đây là kịch bản mình cho là đẹp nhất khi cả Vin và khách hàng. Các khách hàng đang quan sát sự kiện ấy sẽ được tinh thần cầu thị của Vin và khách hàng. Kịch bản này xảy ra khi cả hai đều công nhận mỗi bên đều có một phần lỗi và có lý. Hai bên cùng muốn hòa giải. Với kịch bản này, Vin có thể sợ rằng mình sẽ mất uy tín với cộng đồng vì đã lỡ làm căng và lo rằng sau này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Mình thì cho rằng điều này không đáng lo. Vin đang đứng trước sự ủng hộ khá lớn của khách hàng trong nước với uy tín thương hiệu. Cái mà khách hàng vẫn ngầm e ngại ở Vin chính là các lời đồn trên giang hồ. Đụng đến Vin sẽ bị gọi lên công an, sẽ bị xóa bài, xóa nick, vân vân. Sự kiện này xem như đang xác nhận tin đồn trên. Nếu Vin hành xử theo kịch bản 1 thì e ngại này sẽ dịu xuống và mọi người sẽ cho rằng Vin thực chất vẫn là một người Việt Nam giỏi giang, nóng tính nhưng biết hồi tâm. Và sự việc vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chưa biết Phạm Nhật Vượng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Các bạn hãy đón xem vào kỳ tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 5 năm 2021 với bản tin Khi VinFast làm luật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.